Xin chào các bạn, thì gia đình của John đã đến tới hội chợ rồi. Đó, bây giờ nó bị chết rồi, con nó chết rồi. Hay là nó giả chết vậy? Trời ơi, con cái con này con possum chết rồi. Nó giống con chuột lắm các bạn. Ở John này hồi xưa ở nhà John á, nó có con chó, tối ngày cho em thôi đi đi. Nó hôi rình ở đó, coi gì mấy đó, đi vô hội chợ đi. Ở cái hội chợ này nó nằm ở Fountain Valley. Nó dài 4 mai rồi, bự lắm. Trong đây có hồ cá nữa. Để cho mình có thể mướn mấy cái đồ đạp đạp á, để mình ngồi lên mình đạp đi vòng vòng hồ vui. Đi 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 mấy đứa, đi vô đây. Mau lên. Mày đi rồi đó, qua đây nè. Đi bên này nè con. Đó. Bạn thấy chưa? Đó. Vô đây, mướn mấy đó. Chạy một vòng hồ, đạp, exercise, ngắm cảnh. Quá trời dịch luôn. Mấy con vịt này là vịt của cái park nó nuôi nè. Ồ, có mấy con vịt nhỏ nhỏ kìa con, thấy không? Baby duck. Chứ ở Việt Nam mình là mấy con vịt này là đi hết, có hành nhất cái canh hết. Đây vịt đẻ đầy. Mấy con vịt này dạng lắm. Where the egg? Ồ, còn mấy vịt này. Do you think they have any eggies? Dễ thương không? Quá là vịt luôn. Hey Dad, do you think they... Aiden, let's go đi con. Of course. Đó, rồi con vịt này nè. Biết nãy cái đèn chip nữa. Hello, hello, hello. He is ignoring him. Go back in the water. Aiden, chase him back into the water. Ê, chừng té đó Aiden, qua đây. He back in the water. He back in the water. Don't come back. Hey, you need help. Chừng té đó Aiden. Aiden, vậy đây. Té bây giờ. Hey Dad, did you see the duck's little butt shape? Hmm. They got those thingies. Yeah. Aiden, get up here. You... Is it going to be fun? You see that? Oh, look, can we check it? Hey, one is flying. Mm. One duck is flying, Dad. Oh, it's on. Daddy. Yay. I saw a duck flying. Saw a duck flying? Yeah. Con duck nó có bay được không? Ducks can't fly. I don't think duck can fly, can duck they? Duck can go. What do you think, Athena? I saw it, Tina. Nếu các bạn mà thắc mắc là những cái gì bên tay trái của John đang tới thì đây là những cái toilet lưu động đây. Đó. Ở ngoài trời có luôn những cái station để ra rửa tay, có xà phòng nữa. Đó là cái luật. Rồi có gì cho những người. Xong trước mặt cho anh là một cái nó gọi là cái sân khấu, thì tối sẽ có ca sĩ ca hát, có ghế rồi xếp đầy đủ hết. Đây có bán đồ ăn luôn nè, đầy đủ đồ ăn nè, chút xíu nữa cho con thì coi thử coi có gì ngon để mua ăn chơi. Đó, đây người ta tới thì ta thích chụp hình. Ủa, mấy mày con ở đâu hết rồi? Rồi ở bên kia luôn rồi. Đó, nói chung thì cái khu này á là cũng là khu của người Việt mình, đông lắm, người Việt không à, còn đông là sẽ thấy và nghe những tiếng Việt. Áo dài thân đóng đẹp dễ thương. Có nhiều người có con đẩy con, lúc trước thì mấy năm trước thì trên cũng đẩy Aiden đi mệt, cũng may giờ nó lớn rồi. Nó có để cái cổng gì con, sao nãy sao không đi,
đâu rồi, bây giờ đi tìm mà. Thế nào nhanh lên con, mấy mày còn chắc đi vô cái cổng rồi. Có cảnh sát nè, cảnh sát đầy đủ luôn để chuẩn bị để phòng ngừa kia chuyện gì xảy ra. Yeah. Gì con? I think the duck nest are in those bushes. Đâu? Má đâu rồi? Mấy đó, vô đây. Tổ quốc ghi ơn. Ở những ai muốn chụp hình nè, đây dựng sẵn đây cho mình để chụp hình. Đi qua cái cầu nhỏ, đi qua đây, đi vòng vòng đây thử con. Thấy Eden không? Đó. Ê, Tina, mẹ bên đây nè con. Đó, đây cái cây mài đẹp. Đây trang trí rất là đẹp để cho những ai mà muốn chụp hình. Đó, để mấy hình mấy mèo luôn. Đẹp. Đó. Hình như là nghe mấy cái mùi nướng là nghe thơm thơm rồi đó nha. Ủa, đấy cái gì vậy? Chả ốc à? Cái này giống như chè. Chắc là chè chắc. Ở đây bắp nướng nè, bắp nướng mỡ hành nè. Có chuối nữa. Sao chưa? Đây là thịt nướng nè, nghe mùi nước nồng luôn. Thì nếu mà mình muốn ăn cái gì á, thì mình đứng, nó có một bên là để cho mình order, và một bên là mình pick up, là mình lấy. Và bên tay trái của Trang thì có nhiều những cái gian hàng, người ta muốn giới thiệu cái cơ sở của người ta. Đến thì người ta đến đây, người ta để nói cho thêm những cái chi tiết. Đây là gì đây? Thái satay hả? Là đồ ăn Thái đây. Có thấy nhìn thấy cũng hấp dẫn ghê. Có Thái xúc xích. Có luôn là Thái salad with shrimp. Có mango sticky rice là giống như là bánh gì ta? Nếp á, nếp. Có trà Thái nữa. Ở đây có là gì đây? Crispy chicken là gà giòn. Có chả 54. Đây thì đó có chả, có fresh dessert, rồi có chè và có smoothie ngon. Gì con? Đây là có gian hàng Indonesian, là người bên Indonesia đó. Này nói chung là barbecue thì nhìn là thấy là hấp dẫn, là thơm, nức nồng. Ở đây là chắc đồ chơi, bán đồ chơi đó, bán đồ chơi. Đấy mình đi vòng trước rồi chút xíu mình ghé lại. Ở bên đó còn mụ vàng nữa chứ. Ok rồi. Có cái khoai tây mà phanh 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 đó, cái đó là ngon lắm nha. Ăn cái đó là sẽ ghiền đó. Năm ngoái đã ăn một lần. Bắp. Ở đây giờ bán nè, bắp nướng nè, thịt nướng nè, đầy đủ luôn. Bao nhiêu? Vậy là 3 cây 8 đồng hả? Ok, cô này dễ thương quá. Hả? Thế đâu? Không có cho nó hả? Mà tụi nó thích không? Quan trọng là tụi nó thích thì mới mua không? You like it or no? Ok, đứa nào thích không? I like it. Ok, vậy lấy cho 3 cây đi.
8 đồng. Để ba cầm cho con cho. Rồi đó, cứ ấy đi. Cảm ơn. Đó, mấy đứa nhỏ nó thích thì cha sẽ mua cho tụi nhỏ đây. 3 cây thì 8 đồng. Cái gì làm như nó gì một lần đầu tiên con. Cái này ăn hoài mà con. Cái gì con? Đó. Daddy. Cái gì con? I smell donut. Smell donut hả? Ở đâu donut đâu? Đó, đây nè, chuyên nghiệp nướng thịt đây nè. Có bắp đâu nữa. Bắp nướng đi em. Bắp nướng em. Chút xíu nữa. Chút mới ăn xong. Chút xíu trở lại. Đã vui vẻ quá, ta sẽ trở lại đó. Dạ, chắc chắn. Ôi, dạ, gì đang chờ vậy? Ở đây cái gì ngon vậy? Thịt nướng. Súp măng cua. Súp măng cua rồi, mì, bánh mì bò kho. Bánh mì bò kho. Papaya salad. Sao cái gì cũng nghe ngon vậy? Cái gì cũng phải ngon thế. Một tết là cái gì cũng ngon hết. Ở bên đây thì mấy cái gian hàng mà để cho mấy tụi nhỏ nó chơi. Nếu mà thích có thể chọi phóng tên ở gì đó. Nếu mà trúng thì nó được tặng cho mình mấy cái búp bê nhỏ nhỏ vậy thôi. Cái này nói thiệt là cũng không có đáng đồng tiền nào, nhưng mà nếu mà trúng được thì nó sẽ vui vẻ thôi. Chưa gì là tụi nhỏ là thích tới đây là thích, thích ăn cotton candy rồi. Cái này kẹo bông gòn nè. Cảm ơn cô đi con. Đó. Ủa sao có anh Mỹ đó, anh đứng anh nướng thịt luôn người ta. Nguyên một gia đình. Hả? Nó hùng lẹt đó hả? Homeless mà kêu vô đây nướng cho mình luôn hả? Ờ. Nó là for free. Ồ, hình như bạn có gia đình Mỹ sao lưng ngồi ăn luôn hả? Đó là toàn homeless không lên. Homeless không á hả? Ồ, oh, wow. Mama. Chắc anh ở xa mới tới thôi. Đúng rồi. Ở California homeless nhiều lắm anh. Nhiều à? À mấy đứa có được chưa? Đâu có 3 cây đâu. Con cây à? Ờ không ăn hả? Ăn đi. Trời ơi, tụi con nếu nói không ăn là ba đâu có mua làm gì. Mua 3 cây cho mấy đứa nhỏ, tụi không có ý định đổi làm vô ăn nè. Giờ làm cho anh phải ăn thôi nè. Vậy. Cái này ngọt ghê á. Ăn này làm là nhớ lại cái tuổi xưa bé của mình. Ngọt quá. Ngon mấy đứa. Right behind you, right there. Really good. Hôm nay cũng không có nóng lắm. Đúng rồi. Ngọt quá. Cái trò chơi này á nó mù lắm. Cái bóng rổ này á là two shots. Thank you. Cái bóng rổ này á là nó ở sau á thì nó sẽ làm nó làm công lại rồi. Thì mình sẽ không bao giờ mình thảy vô được. It is. Đây cũng có ra đồ chơi nè. Cái này chắc phải mua ticket đó. À đúng rồi, cái này phải mua ticket. Mỗi lần đi là 5 ticket. Mà không biết một ticket bao nhiêu đồng. Ủa where's mom? Mom đâu rồi? Stand here.
Cái này cái gì vậy? Ồ, cái này là để cho mình mua thiết kịch đây nè. Đây nè, nó bán bằng máy luôn. Ừ, bây giờ mới là ngộ nè. Sẽ để là mỗi đồ chơi là chơi từ 4 thiết kịch lên tới 6 thiết kịch. Ừ. Làm sao bớt được? Cái gì em? Ừ. Phải bằng nhanh không? Bằng sao bớt rồi. Ờ, muốn bơi như thế thì bỏ vô thì kịch nó lòi ra. Ở bên đó là cái công viên. Đó là đi không có tốn tiền. Bây giờ công nghệ quá. Hồi xưa là phải có một cái nhân viên ngồi ở trong đây để bán những cái thiết kịch. Bây giờ thì cái gì cũng bằng máy hết. Ấn cầu đâu, chưa thấy Ấn cầu nữa. Bà có nhắn tới rồi. Chết cha. Ăn này ngọt quá, vừa khá nước quá trời. Chú Tư nó đâu rồi? It's really good. $5. Looks easy. You gotta try. But you gotta eat all of it. Mom and Dad paid for it. Mm-hmm. Có những anh cảnh sát ngồi lên chiếc xe như vậy, sẽ chạy đi để phòng người có chuyện gì thì người ta sẽ cái thấy tới thì nhanh. Thì nếu các bạn không biết có theo dõi không, ở vùng Monterey Park cách cho anh chỉ có khoảng 15 phút thì hôm qua thì khoảng 10:20 tối đã một cái vụ kiện là người ta nổ súng bắn chết hết 10 người. Bây giờ cảnh sát thì vẫn đang còn điều tra. Thì bây giờ mình trở lại cái khu đầu tiên lúc mình vô cái cổng để mình chụp hình lại. Hồi nãy mình chỉ đi sơ quan sạch qua thôi. Đó, thì bây giờ bắt đầu người đi đến đằng này càng đông. Cái gì con? Tìm cái thùng rác, vô đây thùng rác này, vô đây lỡ đi dục đi. Không ăn nó thì dục. Bỏ vô đi con. Rồi, đi theo mom đi, má muốn đi đâu vậy đó. Ở đây có dịch vụ cho thuê trang phục luôn, để cho mình nếu người nào mà muốn chụp hình đó, đi áo dài thì có luôn. Ở đây đi bán bánh đó. Đó, cái hình đẹp ghê chưa? Nói chung thì Tết thì đến đây là chị để mong là chụp được mấy tấm hình để làm kỷ niệm thôi. Với cái cảnh xung quanh của mình. Đó. Nghe, nếu mà ở đây nghe được đồ nướng, đồ ăn nướng rất là thơm. Đứng sau những cái dân hàng hồi nãy, đó, ở bên đó. Mãng sư. Mạnh sư, bên đó là Hà Nội, Huế, Hoàng Sa, Trường Sa. Đó. Không ai chụp cho phu nhân thì phu nhân tự sướng luôn. Đó. Đẹp em à, đẹp quá em. Đẹp ghê luôn á. Hôn đi em. Mấy đứa nhỏ này là mới vừa đi thôi là thoát nước rồi.
xong lấy nước lạnh á, rồi bỏ nó ngồi vô đây nước lạnh vậy uống con. Một hai ba rồi. Nè để anh vô chụp với mấy đứa nhỏ giùm anh đi. Đó chụp đi. Vâng, tiếp theo là chúng tôi có Modo Diễm Ngọc. Modo Diễm Ngọc đã từng là cán bộ công dân 2011. Hiện nay cô đang làm trợ lý quận hạt Los Angeles. Trong chiếc áo dài Why you're not happy with daddy? Sao vậy? Thấy sao vui không? I'm bored. Bored? Tết mà, phải vui lên chứ. All we're doing is just sitting here. Má không được. Bà đâu muốn nói đâu. Bây giờ mình sẽ order cái thịt nướng đi. Thấy nghe thơm quá. Ây da. Thịt nướng nè, bắp nướng nè. Có ăn bắp nướng không? Yeah, Bronson's gonna be by himself. Oh, you wanna join the girls? I join the girls, eh? Go with the girls. Can she go? I think so. There's plenty of seats. You take one more? Sure. Thank you very much. Hey girls. Hey girls. Hey girl. Give me your thumbs up. Aiden, no, not Aiden. Solomon, are you scared? I know you are. He's chicken. Is he a chicken? Does it go up and down? That one, no, the purple one, that one. That one's gonna spin you like crazy.
You guys ready? Have fun! Oh crap, look at Bronson! Yeah, Bronson is spinning! AJ, help him out! AJ! There you go! Hold on, man. All right, more people are getting up. Oh. Okay, spin. Oh. Okay, Gabe, go. Go spin, Gabe. Faster! Hey, the girls are spinning harder than you guys. You okay? Oh, spin in one direction. Kinda too boring for Bronson, man. Hey, take